Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh những củ quả dùng để nấu ăn nha. Hãy cùng tô với mình này. Tô lá trước. Đây là quả bí khô này, tô màu cam nha. Các bạn đều theo dõi hết video để xem thành quả của mình nha. Đây là bắp ngô này.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Thì xe của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.